khi mà nhà của anh chị mà buổi sáng mà có những cái ánh sáng từ gương kính nhà hàng xóm chiếu trực tiếp vào trong nhà của mình, hoặc là trên người ta đi cái đường lộ đi xe máy hoặc là đi ô tô mà có cái đèn pha ô tô nó rọi trực tiếp vào trong nhà của mình, hoặc là những cái nhà của chị gần những cái gương lớn, ví dụ những cái nhà kính về đằng trước mà ánh sáng mặt trời khi rọi vào đó làm ánh sáng nó rọi vào trong bên đường phòng khách nhà mình, thì những cái hình thức sát đó người ta gọi là phản quang sát. Cái việc phản quang sát này nó sẽ xấu nhất khi là cái ánh sáng này nó rọi vào phòng khách, tức là rọi vào bên đường. Điều xấu thứ hai là khi cái ánh sáng này nó rọi trực tiếp vào trong cái phòng ngủ của anh chị chẳng hạn, thì khi mà rọi vào cả hai cái nơi này thì nó đều làm cho bị tán tài, tán khí. Thì để mà hóa giải những cái sát như thế này thì thông thường thì đối với cả cái phòng khách thì chúng ta nên lập cái huyền quan, đúng không ạ? Lập huyền quan để chúng ta trấn giữ, và có thể sử dụng gương gỗ đào lồi để chúng ta hóa giải. Ngoài ra thì đặc biệt là đối với cả từ cái tầng 2 trở lên ấy, hoặc là tầng 3 bên trên, tầng 3, tầng 4 ở nhà mình ấy, thì nơi đấy thông thường là có cái phòng ngủ. Và ở trong phòng ngủ này thì dứt khoát anh chị sẽ nên sử dụng rèm. Chúng ta có thể sử dụng rèm sáo, tức là rèm gỗ. Chúng ta có thể sử dụng là rèm vải hay là các cái rèm mành, rèm cầu vồng. Thì những cái rèm như vậy thì khi mà treo ở trước nhà thì nó có tác dụng vào cả cái sát này. Và đặc biệt là chúng ta sẽ cần phải treo ở hai bên một cái cặp hồ lô. Một là chúng ta có thể sử dụng cái hồ lô hòa hợp. Hồ lô hòa hợp được thiết kế bằng ba hồ lô sâu liền với nhau. Chúng ta cũng có thể sử dụng hồ lô trầm hương, cũng là một cái vật phẩm rất là tốt, có tác dụng hóa giải cái bệnh phù. Và đặc biệt là cái hồ lô á, bản chất phong thủy nó có tác dụng nó thu hút cái khí âm và nó hút những cái hư khí vào.